cả chúng ta đều nhận thức được rằng quá nhiều căng thẳng trong cuộc sống là không tốt cho chúng ta, nhưng thật dễ dàng để quên đi nó tồi tệ như thế nào. Căng thẳng có liên quan đến mất ngủ, trầm cảm, tăng cân, đau đầu, vân vân. Giờ đây, một nghiên cứu mới trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã liên kết căng thẳng tinh thần mãn tính với việc tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn 918 người tham gia có bệnh mạch vành ổn định tiềm ẩn và nghiên cứu cách họ phản ứng với các bài kiểm tra về thể chất, tập thể dục hoặc dược lý gây ra và tinh thần nói trước đám đông về căng thẳng. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã đo lường liệu các bài kiểm tra căng thẳng này có gây ra thiếu máu cục bộ ở tim hay không, một tình trạng mà lưu lượng máu đến tim bị giảm hoặc hạn chế. Nhìn chung, căng thẳng tinh thần gây ra thiếu máu cục bộ ở 16% bệnh nhân, tập thể dục hoặc các phương pháp dược lý gây ra nó ở 31% bệnh nhân và 10% bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ trong cả hai thử nghiệm. Sau khi nhận được kết quả kiểm tra mức độ căng thẳng, các nhà nghiên cứu sau đó theo dõi những người tham gia trong 4 đến 9 năm và đo lường các kết quả bao gồm tử vong do tim mạch, đau tim không do béo và nhập viện vì suy tim. Phần đáng ngạc nhiên nhất của nghiên cứu này là đối với những bệnh nhân bị giảm hoặc hạn chế lưu lượng máu đến tim trong một hoặc cả hai bài kiểm tra, những người tham gia bị thiếu máu cơ tim do căng thẳng tinh thần có kết quả tồi tệ nhất. Thiếu máu cục bộ do căng thẳng tinh thần có liên quan đáng kể đến việc tăng nguy cơ đau tim không do béo và tử vong do tim mạch. Những phát hiện này đã xác nhận kết quả của các nghiên cứu trước đó liên kết căng thẳng tâm lý với nguy cơ đau tim, ngay cả ở những người không có bệnh tim mạch tiềm ẩn. Căng thẳng có thể gây hại cho tim vì phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy, khiến chúng ta tiết ra nhiều loại hormone. Những hormone này giúp ích cho sự tồn tại trong thời gian ngắn nhưng có thể gây viêm và tổn thương cho cơ thể chúng ta nếu được giải phóng mãn tính. Chúng ta có thể gặp phải phản ứng này do nhiều hoàn cảnh cuộc sống, chẳng hạn như căng thẳng xung quanh công việc, các mối quan hệ hoặc tài chính. Để giảm thiểu thiệt hại do căng thẳng, các chuyên gia khuyến nghị tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc. Các kỹ thuật chánh niệm như yoga và thiền cũng có thể hữu ích để giảm căng thẳng và các tác động tiêu cực của nó. Ngoài ra, việc loại bỏ các yếu tố gây căng thẳng lớn trong cuộc sống có thể giúp bạn cải thiện sức khỏe và hạnh phúc nếu công việc của bạn đang gây ra căng thẳng quá mức trong cuộc sống. Có lẽ đã đến lúc bạn nên tìm một công việc mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.